Cửa hàng đồ cũ châu Mr. Tam xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ treo tường dạng thùng vàng, sở hữu hai bài nhạc. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay em giới thiệu với các bác đến từ thương hiệu Giroud, được sản xuất năm 1940, made in France tại Pháp. Và chiếc đồng hồ này sở hữu kích thước với chiều cao là 68,6 cm, bề ngang là 40 cm, bề dày là 17 cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sở hữu máy chính hãng Giroud 3 lỗ 3 vách thở, hoạt động lắc chạy tuần lên dây, sở hữu 8 gông 2 bài nhạc. Với phần âm thanh thì rất hay các bác. Và em xin báo giá của chiếc đồng hồ này, hiện tại ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 9 triệu. Mức giá khá mềm để bác sở hữu một chiếc đồng hồ với kiểu dáng rất sang trọng. Và bây giờ thì em sẽ vào phần chi tiết ngoại thất để cho các bác xem được ở phần ngoại thất cũng như nội thất của chiếc đồng hồ này có những điểm nào đặc biệt. Thì đầu tiên là ở phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này. Đây các bác. Phần ngoại thất sở hữu kiểu dáng khá là sang trọng, đậm chất cổ điển châu Âu. Và điểm nổi bật nhất trên phần ngoại thất chiếc đồng hồ này là phần chi tiết hoa văn được đục đẽo thủ công bằng tay, lấy cảm hứng từ loài hoa anh túc. Đây, những chi tiết hoa văn này vẫn còn rất nét các bác. Đây, rất độc đáo chi tiết hoa văn. Đây, phần chi tiết hoa văn này chính là điểm nhấn cho chiếc đồng hồ. Chi tiết hoa văn được đục đẽo thủ công bằng tay. Đây, phần ngoại thất của chiếc đồng hồ rất đẹp. Thiết kế cực kỳ độc đáo. Mình sẽ quay thật kỹ phần ngoại thất để tiện cho các bác lựa chọn. Phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này cực kỳ liên lạc, không mối mọc, không bể vỡ, rất đẹp các bác. Bây giờ em sẽ mở phần cửa ra. Đây các bác, phần cửa của chiếc đồng hồ thiết kế rất chắc chắn, đây, rất dày. Ở trên chiếc cửa này được bắt hai bảng lề, rất chắc chắn. Và phần nội thất bên trong của chiếc đồng hồ này, đây các bác, mặt số sở hữu phần mặt số bát giác 8 cạnh này, rất đẹp. 12 chữ số học trò đen nổi bật trên nền xám. Và đây những đường nghịch nhỏ hiện tỷ phút để các bác dễ quan sát. Những con phố này số 1 đen trên cái nền xám này, và những chữ số rất to. Các bác nào mà mình muốn xem rõ được giờ thì đây sẽ là một chiếc đồng hồ rất phù hợp với các bác. Dòng chữ thương hiệu Giroud đây các bác, rất đẹp. Quả lắc được sở hữu là phần quả lắc hình bát giác 8 cạnh. Trên quả lắc này cũng có xuất hiện những vết thời gian nha các bác, cũng còn rất đẹp. Để đảm bảo được những giá trị thời gian của chiếc đồng hồ thì ở cửa hàng chúng em sẽ giữ nguyên cái vết thời gian như thế này. Và phía dưới đây là một mảnh siêu của hãng Giroud, mang giá trị sưu tầm rất cao như các bác, ở chiếc đồng hồ thùng dài. Và phía bên đây, đây các bác, để ý thấy một con dấu. Những con dấu này được tạo ra bằng cách nhà sản xuất sẽ hơ lửa một cái khuôn hiệu và đóng lên gỗ, mang giá trị sưu tầm rất cao các bác. 8 gông các bác, và vẫn còn giữ được một cái phần khóa gông zin của chiếc đồng hồ. Và bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông
của chiếc đồng hồ này. Đây các bác. Rất hay các bác. Và đây là cần công tắc chuyển nhạc của chiếc đồng hồ. Bây giờ em sẽ chuyển nhạc. Đây các bác, đây, em vừa gạt xuống hết cái cạch. Bây giờ em sẽ chuyển nhạc. Rất hay các bác. Và em xin nhắc lại giá của chiếc đồng hồ treo tường đến thương hiệu Giroc, được sản xuất năm 1940, made in France, sở hữu máy 3 vách hở chính hãng Giroc, sở hữu 8 đồng. Hai bài dạng này ở cửa hàng của em đang được bán với mức giá là 9 triệu. Mức giá rất mềm. Các bác quan tâm và muốn sở hữu ngay chiếc đồng hồ treo tường này thì hãy liên hệ ngay với em đến số hotline 0909 255 303, hoặc 0909 255 303, hoặc bạn đây địa chỉ cửa hàng cho em ở số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, các bác nhấn nút like để đăng ký kênh để một kênh càng phát triển, để làm thêm nhiều những clip hay các bác xem. Cảm ơn các bác.